Thực tế cho thấy tình trạng xe quá khổ, quá tải di chuyển qua địa bàn phía Bắc của thủ đô Hà Nội trong thời gian qua đang diễn biến rất phức tạp. Mặc dù lực lượng chức năng đã ra quân xử lý tình trạng này nhiều lần, thế nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn bất chấp quy định của pháp luật. Trước sự việc trên, đội cảnh sát giao thông số 15 thuộc phòng PC67 Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng phóng viên tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận huyện Đông Anh. Chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai trường hợp xe tải chở đất vượt quá thành thùng làm rơi vãi đất đá xuống đường. Bất ngờ hơn, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe tải mang biển kiểm soát 29C84525 vẫn cố tình nhấn ga lao vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Rất may các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tránh được. Ngay sau đó, tổ công tác phải đuổi theo để ngăn chặn chiếc xe này. Sau khi dừng xe, được biết lái xe này tên Hưng là lái xe của công ty cổ phần xây dựng sản xuất thương mại Hải Cương. Ngay sau đó, một chiếc xe tải chở đầy cát mà không được che chắn làm rơi vãi đầy xuống mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác, cũng bị lực lượng cảnh sát giao thông số 15 dừng xe và xử lý. Nói về tình trạng xe quá khổ, quá tải ngày đêm lộng hành trên địa bàn, Đại úy Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 15, Công an Hà Nội cho biết. Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn mà đội cảnh sát giao thông số 15 thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội quản lý thì hiện nay là tình hình vi phạm quá tải trên địa bàn diễn ra khá là phức tạp. Cái nguyên nhân chủ yếu là do thứ nhất là nhiều cái công trình xây dựng hiện nay cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Trong đó phải kể đến là các hộ dân trên địa bàn thì trong cái thời gian là gấp rút để hoàn thiện nhà cửa dịp cuối năm, cho nên là vấn đề xe chở vật liệu xây dựng cũng như là chở đất cát diễn ra là khá phức tạp trên địa bàn. Trong thời gian tới thì bên cạnh công tác nắm tình hình địa bàn thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt để xây dựng cái kế hoạch để tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cũng về vấn đề nêu trên, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 nói. Riêng có cái tuyến đường Võ Chí Công khi đi qua cầu Nhật Tân để sang bên phía đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài thì nó là tuyến đường vành đai, thì tập trung chủ yếu vào tuyến đường này. Thế thì chúng tôi cũng đã xây dựng tất cả những kế hoạch để xử lý. Và khi đã có những thông tin và những phản ánh của người dân cũng như các cơ quan truyền thông, chúng tôi kiên quyết thành lập các tổ tuần tra để xử lý triệt để những tình trạng này. Khi chúng tôi đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thì không có lực lượng, không có trường hợp nào là ngoại lệ và không có vùng cấm trong việc xử lý vi phạm. Tất cả phương tiện vi phạm đều được xử lý công bằng theo cái quy định của pháp luật. Mặt khác, theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe quá khổ quá tải tung hoành khắp các nẻo đường thuộc địa bàn phía Bắc thủ đô, đặc biệt là quận Tây Hồ và Đông Anh, là do tại khu vực này đang có nhiều dự án xây dựng đang thi công như dự án Tây Hồ Tây, Eurowindow River Park. Phần khác là do các xe này chuyên chở vật liệu từ các công trường khu vực chân cầu Nhật Tân, Thăng Long qua địa bàn Đông Anh để đổ thải. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, vì một lý do nào đó mà cả chủ đầu tư lẫn đơn vị vận tải đất đá, vật liệu xây dựng lại cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông, kết cấu cầu đường và đặc biệt làm xấu đi hình ảnh của thủ đô trên các tuyến đường mà các binh đoàn xe quá khổ quá tải này đi qua.